Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 1913, quyết định Thủ tướng giao hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại miền Trung và Tây Nguyên. Cụ thể, tạm cấp bổ sung 670 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho 9 địa phương, Nghệ An 50 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ đồng, Quảng Bình 50 tỷ đồng, Quảng Trị 70 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 50 tỷ đồng, Quảng Nam 130 tỷ đồng, Quảng Ngãi 150 tỷ đồng, Bình Định 70 tỷ đồng, Kon Tum 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 gây ra theo thứ tự ưu tiên như sau. Thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ gia đình có người bị chết, mất tích, nhà ở bị hư hỏng, di dân khẩn cấp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng do bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, y tế, trường học, công trình cung cấp nước sạch, thủy lợi, đê điều. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của nhà nước, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ, định mức quy định, kiểm tra, tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai, kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ quy định, báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng địa phương, tổng hợp, gửi đề xuất nhu cầu hỗ trợ bằng hiện vật về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giống cây trồng, vật nuôi, vaccine, hóa chất khử trùng, Bộ Y tế, thuốc, hóa chất lọc nước, để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia theo quy định. Trường hợp cần hỗ trợ bổ sung gạo cứu đói cho người dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, gửi đề xuất nhu cầu để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Nhân dân các tỉnh được tạm cấp kinh phí chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé. Ok.